là chắc là chưa bao giờ xảy ra cái trường hợp này. Lần đầu tiên tôi thấy trong đời thưa quý vị. Lượt thi đầu tiên, vòng 3, 20 chữ số chia cho 16 chữ số. Go! Ca sĩ Suzuki Kubo 3 giây đã có kết quả. Và hình như bạn nhỏ của chúng ta cũng có kết quả mà tại phân vân chưa biết có nên bấm hay không mà thôi. Chúng ta cùng xem. Đáp án của chương trình là 6247. Sẽ được 1 sao nếu trả lời đúng con số này. 6 2 4. Chính xác. Một ngôi sao cho Suzuki Kubo. Lượt 2, vòng 3, 25 chữ số chia cho 21 chữ số. Thưa quý vị, sát sao 4 giây 1 và 4 giây 3. Ngang tài ngang sức. Chúng ta cùng xem đáp án của chương trình. 5 6 7 3. Và đáp án của Suzuki Kubo là 5 6 7 7 3. Có lẽ là cũng là một cái tâm lý khá là nặng cho Gia Hưng. Lúc đó tỷ số đã là 3-0 rồi. 2 sao nữa cho Suzuki Kubo. Bạn ấy được 3 ngôi sao. Thưa quý vị, lượt 3, vòng 3, 30 chữ số chia 26 chữ số. 3 2 1 go. Gia Hưng thưa quý vị, 4 giây 52 và 4 giây 59. Thưa quý vị, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi gặp một cái cuộc thi nào như thế này. Đáp án của chương trình là 2576. Gia Hưng sẽ có 3 ngôi sao và cân bằng được số ngôi sao nếu như đáp đúng đáp án này. Sao! Nói chung là có nhiều người ở cái cuộc thi này khiến tôi không tin được những gì nó đang diễn ra. Nổi hết da gà thưa quý vị ạ. Và 3 ngôi sao cho Gia Hưng. Tỷ số bây giờ là 3 đều. Cờ lật ngược đang từ ở cái chỗ thất thế hơn thì bây giờ Hưng lại ở cái thế cân bằng với lại Rinne. Đề thi 4 sao 35 chữ số chia cho 31 chữ số. 3, 2, 1, go. Ôi trời. Cái gì con? Con quên mở bút. Con quên mở bút hả? One more time ha, huh? One more time. Another. 3, 2, 1, go. Suzuki Kubo đã có đáp án. Dã man quá. Thưa quý vị, tôi không thể tưởng tượng được một cái dãy số như thế này chia cho một cái dãy số như thế này. Chúng ta làm cái cách gì để làm tôi không hiểu nổi. Tôi thật sự không hiểu nổi cái nguyên tắc, cái nguyên lý của các bạn vận hành mọi chuyện nó như thế nào. Đáp án của chương trình là... Và đáp án của Suzuki Kubo là... 6, 8, 7, 3. Yeah! Suzuki Kubo. Hiện nay bạn Gia Hưng chúng ta có 3 ngôi sao và bạn Suzuki Kubo được thêm 4 ngôi sao nữa là 7 ngôi sao. Nếu vòng cuối này Gia Hưng thắng thì chắc chắn tỷ số ngôi sao sẽ là 87, tương đương với việc là Gia Hưng thắng vòng 3, cân bằng lại tỷ số 3 đều của 3 vòng thi. Chúng ta sẽ đến với đề thi phụ. Còn nếu như Suzuki Kubo chiến thắng nốt ở cái lượt cuối cùng này, chứng tỏ là bạn ấy thắng luôn cả 3 vòng. Suzuki Kubo, em nghĩ như thế nào về đối thủ của em ngày hôm nay? すごいワリさんが得意で速そうなので自分も負けないように頑張ります. Cảm ơn em. Và bản thân em cũng rất là giỏi. Gia Hưng có áp lực hay thoải mái gì không? Và nghĩ thế nào về đối thủ của mình nào? Em nghĩ đối thủ của em quá mạnh và hôm nay thì em cũng có áp lực. Tuy nhiên em nghĩ em không có nhiều áp lực bằng bên kia. Và làm việc thoải mái nha. Cố gắng lên Gia Hưng nha. Quý vị và các bạn thân mến, và đề thi 5 sao lượt cuối cùng của vòng cuối cùng. Ba, hai, một, go. Căng thẳng nó còn đẩy lên cực điểm luôn, mà tôi nghĩ là chắc là chưa bao giờ xảy ra cái trường hợp này. Phải tính thế nào nhờ? Vẫn xem đáp án, nếu đúng cả thì đều bây giờ thì xem có đúng cả hay là người đúng người sai nhá. Quý vị và các bạn thân mến, vì hai cái thời gian này nó bằng nhau mà lần đầu tiên tôi mới thấy trên đời là nó bằng luôn cả cái số nhỏ hơn đơn vị giây. Lần đầu tiên tôi thấy trong đời thưa quý vị. Gia Hưng hoàn toàn có thể gỡ hòa tỷ số. Nếu như Gia Hưng đúng, chúng ta vẫn có quyền hy vọng rằng là Suzuki Kubo là sai. Còn nếu Suzuki Kubo mà đúng luôn thì chắc chắn chiến thắng đã thuộc về bạn ấy. Bởi vì bạn ấy đang dẫn trước chúng ta 4 điểm. Để kịch tính hơn, tôi mang phép được xổ số của Gia Hưng trước. Đáp án của chương trình 6573. Đáp án của Gia Hưng là sáu. Một, tám, không chính xác thưa quý vị. Và đáp án của Suzuki Kubo sáu, năm. Bảy. Ba. Suzuki Kubo Rinne from Japan.